ngày 5 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ em trai dùng khúc gỗ đánh anh ruột tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Lưu Đình Bốn, 41 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 11, tại vườn cao su của gia đình, ông Bốn và em trai là ông Lưu Đình Ba, 38 tuổi, xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng cạo mũ nhầm vườn cao su của nhau. Trong lúc giằng co, ông Bốn cầm cây tre đánh em trai gây thương tích. Sau đó, ông Ba nhặt một khúc gỗ chống trả, đánh vào vùng đầu ông Bốn, khiến anh trai gục xuống đất nằm bất động. Người dân trong rẫy đến can ngăn, đồng thời đưa hai người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ngày 5 tháng 11, ông Bốn đã tử vong.